khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Lòng các con đừng xao xuyến. Các con tin vào Thiên Chúa thì hãy tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với các con rồi, Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Nếu Thầy đi và dọn chỗ cho các con, Thầy lại đến và đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi." Ông Tô-ma nói với người: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu. Làm sao chúng con biết đường đi?" Chúa Giê-xu đáp: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Kính thưa anh chị em, như con đê ngăn chặn dòng nước lũ gây cảnh lụt lội cho cư dân, thì ngược lại chiếc cầu là để nối đôi bờ vốn bị ngăn cách. Cha Phêrô Thái tử khi còn sống nổi tiếng là cha cầu kinh, bởi vì từ cầu Bến Thủy đến đèo Ngang, Ngài thuộc hết tên các cầu, và Ngài cũng nổi tiếng là kinh gì cũng thuộc. Hôm nay chúng ta cử hành lễ tiễn đưa Ngài đi, để Ngài làm chiếc cầu nối đôi bờ, bờ Thiên Chúa, nơi có Thiên Chúa là Cha, Cha chúng ta, Cha của Ngài, có Đức Giêsu Kitô, Đấng mà Ngài hằng một đời phụng sứ thờ phượng, sống và chết cho Ngài. Nối với bờ của chúng ta là đôi bờ thung lũng của nước mắt, đau khổ. Cho nên trong niềm tin, chúng ta đang cử hành một biến cố hy vọng, vì hy vọng cho chúng ta cũng sẽ được gặp lại Ngài, cũng sẽ được gặp lại Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, và Đấng mà chúng ta hằng tin cậy mến phụng sự, giống như Cha Phêrô. Và chính Ngài cũng là chiếc cầu nổi, mà trong chiếc cầu này Cha Thái tử làm thành một nhịp. Nguyện một đời chỉ làm một nhịp cầu, hay khiêm tốn hơn làm một viên đá lót cầu, để người ta bước trên đó và về cùng cõi hạnh phúc vô bờ. Đó là ý nguyện và đó là ý tưởng, lý tưởng sống của Cha Phêrô suốt một đời, mà tôi nghiệm thấy như vậy. Quả thật, kể từ khi Chúa Từ đi theo Chúa, không biết trước tương lai của mình, bởi vì trong một giai đoạn thật khó khăn đời sống tôn giáo, Chúa Từ cũng tin và đi theo Chúa trong giáo hội, sống
thời gian khó khăn ấy chỉ để mà giữ cho chúng ta cái ngôi trường Đại chúng viện Vinh Thanh bây giờ, tức là Đại chúng viện Francisco Xavier, cùng với cha bề trên, cùng với một ông mù điếc què. Mấy chục năm bây giờ ta mới còn có ngôi trường đó để đào tạo bao nhiêu là linh mục mà ngày hôm nay đang hiện diện trong nhà thờ này cùng dâng lễ với Ngài. Đúng là chiếc cầu, không có chiếc cầu đó thì chúng ta không có cái đại chúng viện ngày hôm nay. Bởi vì đã có những ngôi trường như ngôi trường Latin không có ai giữ, nay không còn. Quả thật, những hy sinh âm thầm của những con người nguyện làm lá lót đường và chiếc cầu ấy để cho thế hệ mai sau là chúng ta được tiếp tục hưởng nhờ, bước lên trên để trở về với quê hương qua con đường Giê-xu, là đường, là sự thật và là sự sống. Mà để làm như thế thì nguyện đời mình thành một kinh cầu. Kinh cầu cho chính mình, kinh cầu cho tất cả những anh chị em cùng lót đường với mình, cho những anh chị em khác trong nhân loại bước lên mà trở về cùng Chúa. Như Chúa Giê-xu trong những giờ phút cuối cùng nói với các tông đồ: Thầy ra đi để dọn chỗ cho các con. Trong nhà cha thầy có nhiều chỗ ở. Thầy đi, thầy dọn đường cho các con. Cha Phêrô thái tử của chúng ta trong Chúa Giê-xu Kitô giờ đây cũng nói với những người còn lại là chúng ta đang buồn thương tiếc Ngài, nhưng trong niềm hy vọng rằng Ngài cũng đi để dọn chỗ cho chúng ta. Kể từ Nghĩa Yên cho tới Kỳ Anh, bao nhiêu dân của Chúa qua tay Ngài dẫn dắt chăm sóc, giờ đây chính Ngài sẽ cầu nguyện cho chúng ta để chúng ta một mai cũng được gặp lại Ngài và gặp lại Đức Giê-xu Kitô, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Bước lên phiến đá nhịp cầu là chúng ta sống lời của Chúa dạy, như cả đời cha nguyện làm chiếc cầu nối kết đạo với đời. Mà làm chiếc cầu và phiến đá lót đường thì đâu? Bởi vì người ta dẫm lên, Ngài cũng đã bao lần báo phen bệnh đau và mất ngủ vì người ta dẫm và chà đạp Ngài, vì làm chiếc cầu nối kết đạo với đời, vì làm chiếc cầu nối kết trời với đất, vì làm chiếc cầu nối kết người với người. Bước theo con đường là Giê-xu Kitô, là bước theo con đường thập giá và cũng là con đường phục sinh. Nguyện một đời sống cho Chúa, chết vì Chúa, tức là sống cho dân của Chúa và cũng chết cho dân của Chúa. Xin cha Phêrô nhớ đến chúng con, những người còn ở lại, để tiếp nối nhịp cầu của cha, chúng con cũng cùng làm nên chiếc cầu Giê-xu cho nhân loại, cho người đời, để chúng ta cùng được hạnh phúc gặp lại nhau trên nước thiên đàng. Amen.